Với vai trò là sợi dây truyền nối giữa Đảng với công nhân viên chức lao động, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy chi bộ xem xét kết nạp, góp phần quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng. Hơn 7 năm công tác tại trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang, chị Huyền luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Với những cống hiến đó, vừa qua chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi trở thành đảng viên thì tôi cảm thấy là trách nhiệm của mình được nâng cao hơn nữa. Tôi rất là mong muốn mình sẽ tích cực trau dồi được cái kinh nghiệm giảng dạy cũng như là cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Cái số lượng mà đoàn viên công đoàn nhà trường sau khi được đào tạo rèn luyện phát triển thành đảng viên thì có thể nói là khẳng định là các đồng chí đó rất là tích cực, khẳng định rõ nét cái tính tiền phong gương mẫu, đặc biệt là đảng viên là những người giáo viên có cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, rất là nhanh và sớm để làm sao mà vận dụng áp dụng nghị quyết vào thực tế. Là đơn vị duy nhất ngoài nhà nước trên địa bàn huyện thành lập chi bộ, Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên. Đến nay chi bộ bệnh viện có 13 đảng viên. Hàng tháng đơn vị luôn tạo điều kiện cho đảng viên sinh hoạt thường kỳ và bố trí phòng họp đầy đủ. Ngoài việc chăm lo cho đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ công nhân viên bệnh viện, thì công đoàn bệnh viện còn quan tâm tham mưu cho chi bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng, phấn đấu vào đảng cho đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho đoàn viên công đoàn, qua đó để tạo nguồn kết nạp đảng. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã giới thiệu trên 700 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp, trong đó có 500 đoàn viên được kết nạp vào đảng. Chúng tôi sẽ phối hợp với ban tổ chức huyện ủy, tham mưu với huyện ủy Yên Thế, xây dựng đề án, tổ chức, thành lập các cái tổ chức đảng tại các doanh nghiệp. Đấy, đây là một trong những nhân tố quan trọng để góp phần lãnh chỉ đạo hoạt động tại các doanh nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện còn đưa chỉ tiêu bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại trong chương trình công tác năm của công đoàn cơ sở. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.